Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Ngày hôm nay, không khí lạnh suy yếu dần khiến cho gió đông bắc trên khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi giảm hơn về cường độ, chỉ hoạt động khoảng cấp 4, cấp 5. Tình trạng biển đã bình thường trở lại. Tuy nhiên, lui xuống phía nam, dọc theo khu vực biển từ Bình Định trở vào cho đến Cà Mau. Tại đây, đời gió đông bắc tiếp tục duy trì với cường độ mạnh cấp 6, cấp 7, biển động mạnh và không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông cũng là những nơi không an toàn cho việc lưu thông của tàu thuyền do gió mạnh, gây biển động và sóng cao. Theo nhận định của các chuyên gia, thì trong đêm nay và ngày mai, chế độ sóng gió trên các vùng biển nước ta không có sự biến động đáng kể. Và sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Tại vùng biển Bắc Vĩ Bắc Bộ, sau những ngày hoạt động mạnh trong đêm nay và ngày mai, thì đới gió Đông Bắc trên vùng biển này sẽ giảm dần về cường độ, chỉ duy trì khoảng cấp 4, cấp 5. Sóng biển vì thế cũng thấp hơn, phổ biến ở mức từ 1,5 cho đến 2 mét. Thời tiết tại đây hầu như không có mưa, ban ngày trời có nắng, nên các hoạt động hàng hải có thể diễn ra bình thường. Tương tự như vùng biển phía Bắc, trên vùng biển Nam Vĩ Bắc Bộ, trong 24 giờ tới thì gió Đông Bắc cũng hoạt động với cường độ trung bình, sóng cao không quá 2 mét, tình trạng biển bình thường. Và thêm vào đó thì thời tiết nơi đây hầu như cũng không gây trở ngại gì đáng kể cho các hoạt động diễn ra trên khu vực này xuống tới vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bao gồm cả đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn. Trong đêm nay và sáng mai, thì trường gió Đông Bắc trên khu vực này cũng giảm dần, phổ biến ở mức cấp 5 nên không gây biển động. Tuy nhiên, tại phần phía nam của khu vực vẫn còn có gió mạnh kèm theo biển động. Do vậy, các tàu thuyền dù lớn hay nhỏ đều cần tránh di chuyển về phía nam. Tại vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý, trong đêm nay và ngày mai thì gió trên vùng biển này tiếp tục thịnh hành theo hướng đông bắc với cường độ khoảng cấp 6, có lúc cấp 7, thậm chí còn có thể có gió giật lên tới cấp 8. Sóng biển vì thế mà khá cao, dao động từ 3 cho đến 5 mét. Tình trạng biển nhìn chung không ủng hộ cho các hoạt động lưu thông trên biển cũng giống như vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Côn Đảo. Trong đêm nay và ngày mai, thì gió Đông Bắc vẫn tiếp tục duy trì với cường độ khá mạnh, khoảng cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Mặc dù mưa rông không xảy ra nhiều, nhưng với tình trạng sóng cao và biển động sẽ khá nguy hiểm cho các hoạt động của tàu thuyền. Tàu thuyền nhỏ của bà con ngư dân và tàu thuyền du lịch nên hạn chế lưu thông để đảm bảo an toàn chuyển sang vùng biển phía tây cà mau đến kiên giang bao gồm cả đảo phú quốc và thổ chu trong đêm nay và ngày mai thì tình trạng biển nơi đây có phần thuận lợi hơn so với khu vực biển phía đông gió đông bắc chỉ duy trì với cường độ khoảng cấp 4 cấp 5 sóng biển cao dưới 2 mét biển không động cùng với thời tiết ít mưa ngày nắng yếu và tầm nhìn thông thoáng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bà con ngư dân có thể khai thác hải sản đồng thời các chuyến tàu du lịch đến với đảo phú quốc cũng có thể hoạt động bình thường chuyển sang vùng biển vịnh thái lan không khác biệt đáng kể so với vùng biển từ cà mau đến kiên giang trên khu vực vịnh thái lan thì gió cũng thổi đều theo hướng đông bắc với cường độ trung bình và biển chỉ gợi những con sóng nhẹ ban ngày thì trời có nắng với tầm nhìn xa thoáng nên các hoạt động hàng hải có thể diễn ra bình thường quay trở ra khu vực bắc biển đông và huyện đảo Hoàng Sa trong 24 giờ tới tại đây thì gió tiếp tục thịnh hành theo hướng đông bắc với cường độ khoảng cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 biển động mạnh kèm theo những con sóng có độ cao lên tới 3 cho đến 5 mét mặc dù thời tiết khá là khô giáo ít mưa nhưng do biển động và sóng cao nên nơi đây vẫn là vùng biển không an toàn cho các hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Tại khu vực giữa Biển Đông, từ 10 cho đến 15 độ Vĩ Bắc, trong đêm nay và ngày mai thì gió Đông Bắc cũng duy trì với cường độ mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, rất cấp 8, nên sóng biển tương đối cao, có lúc lên tới 5 mét. Ngoài tình trạng gió to sóng lớn thì nơi đây vẫn còn tiềm bật nhiều khả năng xảy ra mưa rông. Do vậy, bà con ngư dân cần đặc biệt thận trọng khi cho tàu thuyền của mình đánh bắt trên khu vực này. Cuối cùng là khu vực Nam Biển Đông, bao gồm khu vực phía nam của quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và sông Tử Tây. Trong đêm nay và ngày mai, thì mưa rông trên khu vực này vẫn còn xuất hiện nhiều, cùng với hoạt động của đới gió Đông Bắc với cường độ cấp 5, có lúc cấp 6 và thậm chí có thể có gió giật tới cấp 7. Do vậy, bà con ngư dân cần đặc biệt lưu ý không cho tàu thuyền của mình ra khơi trong điều kiện thời tiết nguy hiểm. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết biển. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!